đi vào trong đường môn tổng bộ lúc này đường phụ lân đột nhiên nghĩ đến một sự kiến vậy chính là mình không có mặc đấu xả trang phục đến mình rất nhiều thứ này để bị học viện khấu lưu trên thực thực này thật đúng sự là hắn về học viện trước một chuyến ly khai lâu như vậy chuyện này đều quên sao kể cả hồn đạo thông tấn khí còn có chính mình những cái kia kim loại hiếm xì xì đó tất cả đều tại học viện đây mọi người lúc này xấu như cũng đều quên không biết tạ giải bọn hắn trên đường này tưởng đã chạy qua chưa có điều nếu như đã đi tới đường môn rồi trước hết vào xem đã Vừa vào cửa, đường phụ lân kinh ngạc phát hiện ra Hôm nay đường môn tổng bộ này so với trước kia người nhiều hơn rất nhiều Mọi người ra vào này cũng đều là một bộ vội vàng bộ dạng bởi vì bình thường đến đường môn lần số không nhiều Đường phụ lân người quen biết này cũng không có là nhiều Chính đi về phía trước đột nhiên Hắn thấy đường một gương mặt quen thuộc Sáng người cường trắng triệu đường chủ lúc này từ bên trong đi xa Đường Phụ Lân lúc này đương nhiên nhận ra Lúc trước Vũ trưởng Không mang theo hắn thời điểm đó cũng đã từng thấy quả vị này Triệu Đường Chủ Đường Phụ Lân lúc này cùng kính hành lễ với hắn Triệu Đường Chủ tuyên là Triệu Tùng Đường môn bên ngoài bà trọng lội đường lực lượng Đường Chủ Triệu Tùng lúc này trường kiến hắn sững sờ Ngươi là đường vũ lân tại tinh lai đế quốc bà lâm sau khi trở lại một mực đang bế quan cho nên triệu tùng cũng có rất nhiều năm chưa từng thấy hắn hắn lại ở vào trong kỳ phát sụp thành xuân đã từng là thiếu liên anh tuấn hiện tại đã biến thành dáng người vạm vỡ thon dài thành liên triệu đường chủ ta là đường vũ lân đường vũ lân a chính là người à triệu tùng lúc này cuối cùng nhớ ra hắn là ai lập tức cười rồi nói nhiều năm như vậy không gặp tiểu tử nhà người, lớn lên cũng cao lớn như vậy sao? Được rồi, chứ không nói nhiều với người nữa, ta muốn đi ra bên ngoài làm ít chuyện, ngươi vào đi thôi. Quách tiêu như ở đây, nói xong hắn liền vội vàng đi nha. Quách tiêu như chính là đấu hồn đường đường chủ, đường phụ lân người lãnh đạo trực tiếp. Lúc trước chính là hắn đem đường phụ lân dẫn tới ở trong đấu hồn đường. Làm cho đường phụ lân đi vào trong đấu hồn đường thời điểm đó Ở trong đấu hồn đường cửa mở ra Người ở bên trong rõ ràng là không ít Từ trên mặt bộ đến xem Cấp hoàng, cấp tướng, cấp đấu giả vậy mà đều là không ít. Hơn nữa còn có không chỉ là một vị hắc cấp đấu giả. Đường phụ Lân ngó đầu nghiêng lên, hắn không có mặc đấu giả trang phục, chính không biết rằng có lên vào hay không lúc này, lại bị một hoàng cấp đấu giả đưa tay ngăn cản. Ngươi là ai? Không biết đấu hồn đường này bên này là cấm khu hay sao? Hoàng cấp đấu giả lúc này trầm giọng nói. Đường phụ Lân thật giọng lại nói, thật có lỗi, ta cũng là đấu giả, chỉ là hôm nay không có mặc đấu giả trang phục cho lên. Ngươi cũng là đấu giả, không mặc trang phục cũng không phải là đấu giả quy củ này người không biết sao mau mau rời khỏi đi lời này hoàng cấp đấu xả kia nói xong liền vội vàng tiến vào trong đấu hồn đường cái này đường phụ lân liền bật lạc sĩ hắn rất ngạc nhiên cuối cùng cũng chuyện gì xảy ra như vậy nhiều đấu giả sẽ đến đấu hồn đường xem ra đã có gần hơn trăm người rồi hơn nữa đại đa số cũng đều là cấp hoàng trở lên có thể hắn không có đấu giả trang phục cũng vào không được đang lúc hắn bất đắc dĩ lúc chuẩn bị giờ đi ở trong đấu hồn đường lúc nãy đi ra một người người này mang trên mặt mặt lạ lại là màu đỏ hồng cấp đấu giả đường phụ lần lúc này ở trong lòng giật mình đừng nói là thấy hắn chỉ là nghe đều chưa nghe nói qua đấu hồn đường này còn có sự hiện hữu của hồng cấp đấu giả từ cấp đấu giả đẳng cấp cùng với hồn hoàn màu sắc lẫn nhau xứng đối đến xem hồng cấp đấu giả này không hề nghi ngờ chút nào hắn là cường đại hơn hắc cấp đấu giả tồn tại người trước mặt này nhìn qua dáng người không cao hồng cấp đấu giả lập tức ở trong lớp vô hình này mang cho hắn rất lớn áp lực đường phụ lân lúc này vội vàng lùi sang một bên nhường đường nhưng mà hồng cấp đấu xả kia nhiều trước sườn bước ở trong miệng phát ra một tiếng nhẹ ô oh, đường phụ lân nghe đối phương gọi tên của chính mình đường phụ lân cũng đã bắt lắp bắp kinh hãi ngài nhận thức xa ta hồng cấp đấu xả lúc này quá tay lên vén chính mình mặt lạ lên chín lộ ra một trường đường phụ lân quen thuộc khuôn mặt nhưng không phải là đấu hồn đường đường trưởng quách tiêu nhú hay sao trong lòng đường vũ lân lúc này bừng tỉnh đại ngộ khó trách vị này mang theo mặt nạ màu đỏ nguyên lai đúng là đấu hồn đường đường chủ ở chỗ này quách đường chủ ngày khỏe chứ quách tiêu như lúc này mỉm cười lại nói sao ngươi lại tới đây đấu giả của người trang phục lựa chứ à lúc rồi nghe nói người đã là nhất tự đấu khải sứ có thể thay quần áo đến đây đi vừa vặn tào dẫn người đi tăng lên đấu giả cấp bậc nói xong hắn quay người đi về phương hướng một bên đấu hồn đường khu vực làm việc Đường vũ Lân vội vàng đi theo, thấp giọng rồi nói Quách đường chủ, thế nào thấy chúng ta đấu hồn đường này bề bộn nhiều việc như vậy? Quách tiêu như lúc này than nhẹ một tiếng rồi nói Liên bang xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta có thể nào không bận rộn sao? Cuối cùng, đấu hồn đường của chúng ta vẫn luôn luôn dùng thủ hộ liên bang này là nhiệm vụ chính Đường vũ Lân dưỡng sở rồi nói Xảy ra đại sự gì sao? Quách tiêu như kinh ngạc rồi nói Ngươi không biết Đường Phụ Lân lúc này cười khổ rồi nói ta cùng với bạn bè lúc này mới từ trường học viện huấn luyện quân sự trở về còn chưa kịp đi học viện đấu rồi liền tới trước chúng ta được môn bên này không biết chuyện gì xảy ra quách tương như lúc này nhìn hắn một cái trầm giọng rồi nói 10 ngày trước thiên đấu thành đã xảy ra một cuộc tập kích khủng bố đã chết rất nhiều người thiên đấu thành lúc này hành tránh quan để bị san thành bình đĩa công bố ra bên ngoài số liệu chết đến hơn một ngàn người nhưng trong thực tế đã có vượt qua bốn nghìn người tử vong người bị thương hơn vạn người sao Đường Vũ Lân lúc này giật mình há to miệng Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ Thiên Đấu Thành lúc này hành chính trưởng quán không phải là phụ thân của Mạc Lam Thị hay sao Thiên Đấu Thành tào ngộ tập kinh khủng bố Nhưng lại đã chết nhiều người như vậy Thiên Đấu Thành kia hành tránh quân chú Đường Vũ Lân vội vàng truy vấn Quách tiêu như lúc này than thở một tiếng rồi nói Dĩ thần tuẫn trước rồi Tập kinh tới quá đột ngột hơn nữa không còn có bất kỳ báo hiệu Tổng cộng 60 miếng cấp 5 trở lên định trang hồn bảo đạn pháo tại thiên đấu thành địa phương già khác nào bị làm nổ đã tạo thành thiên đấu thành đại loạn rồi sau đó một trận không biết đến từ đâu thời cơ chiến đấu xuất hiện ra ở thiên đấu thành hành tránh quán đến trên không trung tung ra mai kiểu cấp định trang hồn bạo đạn pháo đã tạo thành lớn nhất tường vong chuyện này đã chấn kinh ra toàn bộ liên bang hiện tại liên bang tiến vào trong nhất cấp trình trạng phòng bí điều khiển xạ đại lượng nhân viên này tiến hành trả rõ đỗ hồn đường đường môn chúng ta nhận được liên bang chiến thần điện mới phối hợp bọn hắn cùng một chỗ tham dự ra điều tra hành động Nghe xong lời nói của Quách Tiêu Nhứ, Đường Phụ Lân hít sâu một cái, cái này xuất sắc xảy ra chuyện này quá đột ngột, hơn nữa là như thế nào một chàng tại nạn. Cái này để cho hắn không khỏi nghĩ tới Bắc Hải quân đoàn định trang hồn bạo đạn pháo bị trộm chuyện tính. Vội vàng đem mình ở Bắc Hải quân đoàn phát hiện ra nói đơn giản một lần. Quách Tiêu Nhứ lúc này càng nghe càng lông mày cau chặt lại. Cái này chúng ta còn không có nhận được tin tức, xem ra quân đội là phong tỏa ra tin tức, Định trang hồn bạo đạn phá của Bắc Hải quân đoàn là nhà kho bị trộm chỉ sợ không phải là ví dụ. Nếu có đại lượng định trang hồn bảo đàn pháo dẫn ra bên ngoài, vậy tuyệt đối là sẽ một trận đại nạn lớn. Đường Phụ Lân lại nói, biết rõ bây giờ là cái đó, cái tổ chức làm sao? Quách Tiêu Như lại nói, đã biết rồi, Thánh Linh giáo tuyên bố đối với lần này tập kích khủng bố chịu trách nhiệm. Đường Phụ Lân hai làm đấm nắm chắc lại là thánh linh giáo hắn đã không chỉ là một lần cùng với ta hồn sư này cũng đã từng quen biết ra tay thậm chí là hiểm tử hoàn sinh không nghĩ tới vậy mà lại một lần nữa đã nghe được nói có tin tức liên quan tới thánh linh giáo hơn nữa lần này thánh linh giáo càng làm tầm trọng thêm Quách Tiêu Nhứ lại nói, lửa năm gần đến đây, Thánh Linh Sáng cực điên cuồng phát khởi ra nhiều lần tập kích khủng bố, đã tạo thành tổn thất thật lớn. Vừa mới lúc bắt đầu, liên bang còn cố gắng tưởng muốn đè sự tình xuống, bây giờ phát sinh ra chuyện lớn như vậy, rốt cuộc không áp chế được, không nghĩ tới, nhìn bề ngoài đi lên trên gió êm gió lặng liên bang nội bộ này, dĩ nhiên đã bị ăn mòn đã đến loại trình độ này. Nghe xong giọng nói của hắn lúc này tràn đầy bất mãn cùng với phẫn nộ, Đường Phụ Lân lại hỏi, quách đường chủ ngay nói chính là những thương tập kích này khủng bố liên bang này thần cần có quan hệ hay sao Quách tiên như lúc này cửa lạnh một tiếng đương nhiên Ta hồn sư thánh linh giáo có thể là có bao nhiêu Nếu như không có người đương quyền ủng hộ Người cho rằng bọn họ có thể phát triển ra lớn mạnh như vậy hay sao Không hề nghi ngờ là có hậu trưởng hắc thủ đấy Chẳng qua là không biết này hậu trưởng đắc thủ bản thân này lên là người của thánh linh giáo Hay vẫn là nằm trong tay của người của thánh linh giáo Thánh linh giáo sau lưng một chắc chắn cấp độ này càng sâu tồn tại Chúng ta phải nhanh nhanh một chút để bọn họ móc ra Bằng không chỉ biết mang đến càng nhiều lửa khủng bố May mắn ngày hôm nay nghe người nói, bằng không thì chúng ta còn không biết quân đội vậy mà cũng xảy ra vấn đề. Từ bạch cấp đấu giả thăng cấp làm cho hoàng cấp đấu giả quá trình rất đơn giản. Đường phụ lân thể hiện ra nhất tự đấu khái, còn có cách tiêu nhớ khâm điếm. Hắn liền trực tiếp hoàn thành chính mình đấu giả đẳng cấp tăng lên, thay đổi cả người hoàng cấp đấu giả áo đen cùng với mặt nạ màu vàng về sau đó. Hắn lập tức cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất lại tiến vào trong đấu hồn đường sẽ không bị người ta đuổi ra. Vũ Lân, người cũng cùng với ta đến đây đi. Quách Tiêu Như lúc này mang theo đường Vũ Lân lần nữa trở lại ở trong đấu hồn đường. Hiện tại chúng ta đấu hồn đường từ liên bang phương diện này tiếp nhận ra không ít nhiệm vụ, đều là căn cứ một ít manh mối tra tìm thánh linh giáo đấy. Người và thánh linh giáo từng có kinh nghiệm tranh đấu, ta cảm thấy rằng người không có thể tham dự ra đến trọng nhiệm vụ tới. Chuyện này đối với người cũng là một rèn luyện. Như thế nào đấy? Có nguyện ý hay không gia nhập một ít chi nhánh trinh sát tiểu đội? Đường vũ Lân lúc này không chút do dự rồi nói Không thể đổ trách nhiệm cho người khác Đối với Thánh Linh Giáo Hắn hận thấu xương Huống chi Thánh Linh Giáo lúc này Vậy mà phát động ra tập kích khủng bố giết chết nhiều người như vậy Trừ ác tức là làm việc thiện Quách tiêu nhớ rất nhanh thì hoàn thành cho an bài của đường Vũ Lân Để cho hắn gia nhập vào một chi năm người điều tra tiểu đội Chi tiểu đội này sau một vị tử cấp đấu giả dẫn đầu Kể cả hắn ở bên trong này còn có bốn vị hoàng cấp đấu giả nữa dựa theo đường môn ở trong đấu hồn đường phân bộ hệ thống tử cấp đấu giả chính là nhị tự đấu khải sư hoàng cấp đấu giả lúc này phải có tu vi của nhất tự đấu khải sư tuy rằng nhân số không nhiều nhưng chiến đấu lực lượng đã tương đối không tục hơn nữa, để cho đường Vũ Lân vui mừng chính là bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cho nên lần này tất cả nhắm vào trong thánh linh xá nhiệm vụ lục soát, đấu giả điểm tích lũy đều là gấp bội cấp cho. Đây thật đối là đại hảo số, đấu giả điểm tích lũy có thể tại đấu hồn đường này đổ lấy các loại tài nguyên, ngoại trừ đường môn tuyệt học xa, còn có các loại chân quý thứ tốt. Ví dụ như là bình thường đường môn đệ tử có thể đổ lấy thiên tài địa bảo rất ít có thể chấp được ra cấp bậc ngoài vạn năm đấy nói như vậy nghìn năm liền phóng đỉnh nhưng ở đấu hồn đường lời đấy nhưng tập trung ra đường môn khổng lồ nhất tài nguyên có thể đổi đồ đổ vật ra muốn phái hơn nhiều sao không biết bao nhiêu lần đương nhiên thông thường đường môn điểm tích lũy thì là không được cần đấu xả điểm tích lũy mới có thể đổi cuối cùng đấu giả của đấu hồn đường mới là đường môn chân chính hạch tâm Đường Phố Lần lâu này hiện tại đang trùng kích, chín tầng Kim Long Vương phòng ấn không có gì, nhưng mà cú sốc tương lai phía sau Kim Long Vương phòng ấn này, cần có tài nguyên dù là hắn hiện tại xem ra, đây là con số trên trời. Chẳng những tất cả điều này là vạn năm chó lên thiên tả địa báo, hơn nữa số lượng còn vô cùng khổng lồ, cũng không phải là ba bốn loại liền có thể giải quyết được. Cái đó sợ rằng hắn đã liên tiếp cận ra thánh tượng tầng thứ đoán tạo sứ Cũng cảm thấy áp lực rất lớn Hắn còn muốn tu luyện Cũng không thể nào đem tình lực lấy Đây là dùng tại đoán tạo đổ tiền bên trên Hoàn thành đường môn đấu giả nhiệm vụ không thể nghi ngờ chính là đường tắt rồi Gặp đường loại này gấp đôi tích phần tối kiềng ký Có thể nào buông thà cơ chứ